Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra keyboard máy tính của Apple. Cái hiện tượng của keyboard này chính là mình cắm vô nó sẽ bị liệt phím, nó không có nhận và mình bấm tất cả các nút nó bị liệt. Cái thiết kế bên ngoài mình thấy nó khá sang trọng. Rồi trên đây tất cả phím chức năng của nó có tích hợp luôn cái bản mã của bên Nhật. Và là cái keyboard này nó sản xuất cho cái thị trường Nhật nha. Đây là cổng kết nối USB. Bên hông cái keyboard này mình cũng thấy một cổng phụ. Kết nối USB. Rồi đây mình tiến hành mình kiểm tra và sửa chữa thử cái bàn cái keyboard này. Ở đây mình tiến hành kết nối cái keyboard của Apple này với cái laptop này. Cái đó hoạt động được hay không nha. Rồi mình gọi mở một cái firewall. Nào, mình bấm với cái nút mà trên màn hình đó, nó không có nhảy số và nhảy chữ. Như vậy là cái bàn phím này nó không hoạt động ha. Nó bị liệt. Rồi mình thử bấm trên thao tác trên laptop á. Ok. Sau đây mình tiến hành mình tháo cái keyboard này ra để mình kiểm tra sửa chữa bên trong. Cái keyboard của Apple này nó không thiết kế ốc để vặn nha. Như các bạn quan sát phía sau nè. Đây là bốn cái góc của nó có bốn cái núm cao su chống chày. Cái chỗ này không phải là chỗ để gắn ốc nha, mà hoàn toàn được thiết kế bằng cách dán hai lớp trên lớp dưới này là một lớp keo. Ở đây mình chuẩn bị hai cái vuông móng tay và một ít cồn. Mình tiến hành mình nạy phía sau. Đây mình dùng cái vuông móng tay nó mỏng quá, cứng cứng. Mình nạy từ từ. Để cho dễ bung quá thì xịt đây một ít cồn ha. Keo nó dán rất chặt. Đó, mình làm từ từ thôi. Chú ý nha, cái phần phía dưới này phần gồ gồ lên đây nè, là phần bo mạch. Thì mình không can thiệp, mình sẽ nạy từ phía cái phần mỏng này mình đẩy ra. Hơi khó làm. Cái phần nào cứng quá mình có thể mình lấy một ít cồn á nhét vô ha. Mình tiến hành mình kéo dần dần ha.
mình làm tương tự cho phần bên đây luôn. Lưu ý các bạn á, là không nên mở từ bên này xuống nha. Nó có cái cáp á, cáp bớt, nên mở vậy á, nhiều khi nó sẽ đứt cáp ha. Có mình cái này từ từ, tấm lại cồn. Rồi sau đó mình tiến hành mình mở ra thôi. Đây, cái phần gờ kim loại của nó. Ở đây mình quan sát được á, mình thấy cái phần này là phần rỉ sét ha. Đây, nó có dấu hiệu ẩm nước. Bên những vị trí bên đây cũng có nè. Đây là phần bo mạch. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra cái đường bớt USB trước. Có nghĩa là sợi cáp này nè, nó sẽ có 4 chân. Thì mình kiểm tra coi cái chân này á, nó có bị đứt mạch hay là mất kết nối. Đây, mình dùng cái bút ba keo bốn cạnh ha, mình mở ra. Những cái vị trí ốc còn lại á, mình cũng mở ra luôn ha. Các bạn cẩn thận, các bạn giữ chặt nha. Tại vì mấy cái phần cáp á, nó hay bị đứt lắm. Rồi tiến hành mình nạy cái main board lên. Mình làm từ từ cẩn thận thôi nha, không có gì phải quá vội vã. Cái bo phím này á, nó rất mỏng ha, mình làm lại nhẹ thôi. Cái đây là cái nhàm gai nè, mình bẫy lên từ từ ha, lại nhẹ thôi. Cái này cái chốt gài của nó nè. Rồi mình tách cái phần mainboard ra. Nắm tay mình kéo lên ha. Rồi quan sát ở trên đây á, mình thấy nè, đây là cái phần nối cáp cổng USB ha. Phần này á, là phần cáp 4 chân. Còn đây là phần cáp bớt của cái bàn phím keyboard. Nó nối liền mạch phía trên ha. Ở trên đây là phần socket của nó nè. Đây, mình làm cẩn thận nha, coi chừng đứt cáp. Rồi mình tiến hành mình bẫy socket ra, tách luôn cái phần này ra. Mình kiểm tra từ từ. Đẩy cáp nhẹ thôi, đẩy lên ha. Rồi mình rút cáp ra.
đó, cái phần này phần socket của nó. Làm tương tự với socket còn lại, tại vì ở đây trên đây có hai cái socket nè. Mình nắm mình rút từ từ ra. Đây, nó sẽ tách được hai phần. Đây là cái phần mặt trước ha. Còn đây là phần mặt sau của nó, dính liền với cái bo mạch bàn phím. Trước tiên á, mình sẽ kiểm tra cái cáp USB này coi nó có bị đứt hay không. Ở đây mình dùng một cái đồng hồ số ha, mình đo thông mạch. Mình chuyển vào cái thang đo chuông. Mục đích mình đo là coi xem cái dây cáp nối USB á, coi nó có bị đứt đường hay không ha. Rồi. Cái đường dây chính của nó nè, mình quan sát thấy ở đây có một sợi dây đỏ nè, dây trắng, dây xanh lá và dây đen ha. Rồi mình sẽ lấy sợi cáp USB. Đây có đầu nối cáp. Đó, mình nhìn bên trong á, nó sẽ có bốn cái chân đồng. Thì mình dò coi nó bị đứt hay không. Thứ nhất á, ở đây mình chích vào một chân. Chân số 1 đi. Rồi, mình chạm vào đây nè, coi nó bị đứt hay không ạ. Ok, vậy chân số 1 không bị đứt. Rồi. Cái chân số 2 ở đây. Các bạn chọt sâu vô bên trong cái đầu cáp luôn nha. Làm sao cho nó tiếp xúc được. Đó. Nó báo vậy là ok. Cái chân số 3 mình làm tương tự. Đó. Và cái chân cuối cùng. Đây là vị trí cái dây đỏ của nó nè. Cái gì bên đây nè, dây đỏ như cái bìa. Đó, nghe tiếng bíp á, vì chứng tỏ là cái sợi dây cáp này ok, không bị đứt cáp. Rồi mình tiếp tục mình tiến hành kiểm tra cái bo mạch này coi. Các bạn quan sát trên mình á, coi nó có bị vô nước ẩm nước hay không, vô nước ra ten á. Đó, như ở đây nè. Mình thấy linh kiện tốt ha. Tất cả cái phần bo mạch ok. Sau đó các bạn kiểm tra socket cho mình. Coi nó bị hở mạch oxy hóa vô nước không.
XC bàn phím nè. Rồi qua quá trình mà quan sát cái bo mạch đó thì mình nhận thấy là bo mạch tốt. Tiếp theo mình kiểm tra cái phần keyboard, đó là cái phần keyboard của nó. Nói chung mình kiểm tra hai phần ha, phần trên phần dưới. Nói chung phần dưới đây á là kiểm tra hai phần ha, phần trên phần dưới. Nói chung phần dưới đây á là tốt. Các bạn chú ý nha, trong những cái trường hợp, một số trường hợp á mà socket của nó bị lệch á, khi mình cắm ghép vô mà nó không tác dụng gì á, mình kiểm tra lại cái socket ha, làm sao cho cái phần gài của các bớt vô cái phần socket này á, nó khít nó chặt lên. Nhiều khi á các bạn nhìn thấy nó bị lệch á, mình gắn lại cho nó gắn sát vô và mình ép cái chân socket này sát xuống nha, như vậy là ổn. Đó, mình kiểm tra từ từ tuần tự thôi. Nói chung sửa keyboard này khá dễ. Cái phần tiếp theo á, mình sẽ kiểm tra sợi cáp này nè, coi các chân đựng của cáp á, nó có bị đứt, bị gãy không. Phần lớn nguyên nhân bị lỗi á, là do cái phần ma trận bàn phím chỗ này nè. Thì một phím của nó, nó sẽ được thiết kế một bằng các cột và các hàng, gọi là ma trận bàn phím. Thì khi mà nó liệt á, chắc chắn là nó bị đứt đường rồi. Thì mình tiếp tục mình tháo ra mình kiểm tra. Nếu các bạn là cửa hàng, các bạn có thể dùng cái keyboard tốt á, rồi mình ráp vô cái phần mạch bên đây nè, để mình sàn, mình xác định đây. Một là hư mạch, hai là hư cái bàn phím này, thì mình có thể mình cô lập được, mình sửa cho nó nhanh, coi cái phần nào hư á, phần trên hư hay phần dưới hư, thì mình tiến hành mình thay thế ha. Còn nếu mà mình không có cái gì á, thì mình kiểm tra từ từ thôi, kiểm tra hai phần, phần trên phần dưới. Đó. Rồi mình tiến hành mình tháo cái phần này ra. Việc tháo cái keyboard này tốn khá nhiều thời gian ha. Tại vì những cái món gà thế này á, nó là thuộc loại hàng điểm ha, nên mình tháo toàn bộ ra. Cái phần capbus của nó đó là chính là miếng plastic. Bên trong nó có dán một số đường mạch in này. Mình muốn tháo cái keyboard ra mình phải nạy ha. Một số bạn có thể khoan những cái lỗ như này nè, cho nó tách cái mối hàn cái này ra, rồi mình nạy lên. Là mình tháo từ phía sau ra ha. Còn phía trước của mình đó, là mình chỉ có khi mà mình tháo phím á, mình vệ sinh phím á, thì mình chỉ có tháo trên đây thôi, tách từng phần ra thôi, không liên quan gì. Tuy nhiên một vấn đề ở đây á, mình khuyên các bạn, mình sửa cái keyboard này á, mình sửa những cái cơ bản đơn giản nhất, rồi những cái khá phức tạp á mình sửa sau ha. Chẳng hạn như mình có một cái keyboard tốt á, mình lấy một cái keyboard như thế này mình test, chẳng hạn như cái này tốt, rồi mình gắn vô cái bo mạch, mình xác định được là một cái nguyên nhân á là do cái bo mạch lỗi hoặc là cái keyboard này lỗi ha. Nói chung á, mình cô lập từng từ, mình làm cái gì dễ trước. Cái vấn đề trước tiên á là mình cứ vệ sinh, mình kiểm tra ha, coi socket nè nó gắn chặt vô chưa. Còn vấn đề thứ hai là mình cứ vệ sinh ha. Ở đây mình có một ít xăng rửa bo, mình sẽ lấy bằng chải mình chà, mình vệ sinh cái socket.
đó. Mình kiểm tra socket rồi mình chà luôn IC ha. Đây mấy con IC nè, nhiều khi nó bị ẩm oxy hóa, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phần kết nối. Bo mạch đó là phần dễ trước mình cứ làm. Nó mình muốn vệ sinh bên trong nè, bên ngoài nè. Hai bên socket luôn nha. Nhiều khi á mình làm không ăn á thì nó sẽ mất kết nối và cái keyboard nó không còn tác dụng nữa. Mấy đường mạch á nó không kết nối được với bo mạch. Đây là cái con IC 8 chân. IC này ta switch á, chuyển mạch ha. Rồi sau khi mình vệ sinh sạch sẽ bo mạch đó, socket, rồi mình tiến hành mình kiểm tra như lúc đầu mình đã nói về cái cách kiểm tra dây ở đây trên bo mạch của mình đó, là nó sẽ có 5 sợi dây tương ứng với 5 màu nè. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu đen. Và màu đen này á dày hơn, chính là cái đèn đường vỏ hay đường mát á. Hai cái chân này là nói chung với nhau nha. Thì cái kết nối của nó, khi mà các bạn đo thông mạch, đây cái dây đỏ của mình á nối với một chân. Cái đầu cáp cắm USB máy tính á, nó sẽ có 4 chân thôi. Mình nhìn khe bên trong nè, ở trong nó sẽ có 4 chân và cái thứ 5 của nó là chân vỏ này, chassis. Mình đo thông mạch đó, như đây khi mà mình lúc đầu mình kiểm tra là 4 chân này là ok ha, nó sẽ thông và là cái cáp USB mà không bị đứt. Còn cái chân thứ 5 á là cái vớt chassis là vỏ thì mình cũng kiểm tra luôn ha. Đây là đó, cái vỏ bên ngoài á. Như vậy là cái cáp USB kết nối máy tính thì ok, không vấn đề gì. Ở đây mình sẽ thấy là hai dây đen là mát nè, dây đen lớn với dây nhỏ nó nối chung với nhau ha. Rồi mình xác định ở đây mình chích vô cái dây đen lớn, đen nhỏ. Mình thấy là hai cái dây này á nó không có nối với nhau ha, thì nó có thể bị đứt đường. Mình tiến hành mình câu dây đồng nối hai chơi dây này chung với nhau. Mặt khác ngoài ra trên mặt á nó sử dụng con IC M2026. Thì đây mình có tra datasheet. Của nó với các chân là chân dấu chấm là chân số 1 ha. Mình tính theo ngược chiều kim đồng hồ. 1 nè, 2 3 4 nè. Chân số 8 của nó là ngõ ra A. Chân 5 out B. Chân 7 là in. Và chân 6 GND mát ha. Thì mình sẽ kiểm tra sơ bộ này, cái con này cũng khá quan trọng. Một lưu ý ở đây á là cái dây đỏ của mình á sẽ nối với cầu chì và vào chân V-in.
các bạn nhìn trên mặt thấy có con chở dán nè, 010 á là không ôm ha. Cái con này là con điện chở cầu chì thì mình sẽ kiểm tra luôn. Cái chân đỏ nè, nó sẽ nối với con điện chở cầu chì. Và từ con điện chở cầu chì này á, nó sẽ nối vào cái chân số 7 của con IC. Nè chân in. Đấy chính là chân in ha. Rồi ở đây mình sẽ dùng đồng hồ đo thông mạch. Mình cũng chuyển vào cái thang đo chuông. Đây là chân số 7 của nó nè. Một đầu mình chích vô chân số 7, một đầu mình chích vô con cầu chì R 01. Rồi nó thông ha. Rồi mình kiểm tra con điện chở cầu chì này luôn ha. Coi nó có đứt không. Bây giờ nó thông luôn, ok. Rồi từ con điện chở cầu chì này á, mình chích qua cái chân màu đỏ là chân 5V đó. Rồi mình thấy nó không có tiếp lên, chứng tỏ là nó bị hở mạch ha. Như vậy cái bo phím này nó bị đứt đường, đứt từ cái chân 5V qua con điện chở cầu chì nè, vô con cái IC chuyển mạch M2026. Rồi mình sẽ tiến hành mình câu dây đồng ha, câu vấn đề 22 sợi dây đồng. Thứ nhất là mình câu dây từ cái chân đỏ này nè qua con điện cầu chì và hai chân đen này nói chung với nhau. Ở đây mình sẽ lấy một sợi dây đồng ha, mình câu, tại vì nó đứt đường á. Qua cách kiểm tra đo thông mạch á, mình xác định là nó bị đứt đường. Rồi mình cạp cái dây đồng này mình xi lên. Các bạn nên dùng cái dây đồng nhuyễn ha, nhỏ nhỏ. Trong mấy cái loa là mình làm được rồi. Còn ở đây mình chấm một cái nhựa thông. Mình sẽ lấy một cục chì nhỏ mình xi lên ha. Cho cái dây đồng á nó sẽ bám chì, bám toàn bộ chì bên. Nhìn thấy không? Dây đồng nó bám chì màu trắng này. Đây, mình tiếp tục mình hàn vô. Đây là cái chân đỏ ha. Mình sẽ nối với cầu chì. Lưu ý nha, mình đừng để chạm chân nha. Còn hai chân đen này á, mình nói chung với nhau trước, mình hàn trước vô. Nối tắt. Đó được rồi.
lấy dao mình cắt này. Nói chung câu gì đồng nối tắt á, cái này là vấn đề cơ bản của kỹ thuật ha, không có gì khó. Rồi mình lấy dây đồng á, mình hàn tiếp theo cho một ít mỡ hàn nhựa thông nhé, chích vô chân B, chân đỏ ha. Rồi mình hàn nối với cái cầu chì. Các bạn lưu ý nha, đừng để chạm chân nha. Mình hàn uống cong cong, đừng để chạm chân rồi. Làm từ từ thôi. Rồi như vậy. Đó, có nghĩa là cái dây đồng á, mình đã câu từ đây vô cái cầu chì ha. Rồi cái dây đỏ của mình á, mình hàn lại thôi. Như vậy đã xong. Với cách đấu nối này á, thì mình sẽ câu lại cái đường cầu chì, mình tiến hành mình đo lại ha, đo thông mạch lại. Đó. Đây là cái cong cầu chì ha. Rồi đây chân đỏ. Đó. Như vậy đã thông mạch rồi. Ok. Là dây đỏ hôm nãy á, nó không có kết nối được cái chân VIN á, thì mình chích vô cái dây đỏ này nè, nó nối VIN bên chân số 7 ha. Đó. Như vậy đã thông mạch rồi. Còn hai chân mát nè, mình nói chung với nhau ha, chân chà xích á, chân đen á, mình nói chung với nhau thông ha. Ok, còn tiến hành mình ráp lại. Mình gắm vô máy tính mình test thử. Đây cáp của nó. Thứ nhất mình gỡ cái socket ra, đẩy socket ra trước. Đây, socket này đẩy lên trước. Rồi mình nhét cáp vô. Đầu cáp mà chúng làm thao tác làm khá dễ, mình tay á mình nhấn vào, rồi mình dùng hai tay á mình đẩy ha, đẩy ngay giữa đó, cái nhàm nó sẽ khích vô gài socket đó. Làm tương tự bên đây. Yêu cầu á, các bạn không làm lệch cái chân cáp này nha. Đó. Chặn sát vô. Nếu móng tay á, mình đẩy sát vô rồi mình ấn cái socket này vô là xong. Rồi mình tiến hành mình cắm vô máy tính mình test thôi. Nhét cái đây nè. Cẩn thận, khéo tay chân làm đứt cáp. Rồi mình thấy cái chốt gài cái này á, gắn vô ha. Đây là cái chốt gài nhựa của nó để bắt ống cố định á. Cái phần nhèm phía ngoài á, mình nhét vô cái đầu cáp này, ấn xuống. Rồi, ok, mình khoan bắt ốc vô nha, rồi mình ráp vô mình cắm máy tính mình thử thôi. Rồi. Rồi tiến hành đi thử nha. Rồi bước này mình tiến hành mình test thử cái bàn phím ha. Đây mình mở, sẽ mở phải quạt lên.
rồi mình gõ thử. Rồi đây là các bàn phím ha. Mình mua hàng á. Rồi mình cắm cáp USB vô. Rồi, tiến hành mình gõ thử nha. Đó, mình test bất kỳ ha. Ok, đeo nè, delete nè. Xóa hết. Như vậy là mình sửa được cái bàn phím Apple A1243 thành công. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.